Lâm Ẻm. Được không? Đủ. Phải con nhà máy luôn. Đẹp luôn. Đấy. Đỉnh chưa, đỉnh chưa, đỉnh chưa. Mọi người thấy ản không? Quá là đỉnh cao luôn nhá. Đấy. Tí nữa là cầm cái đầu này xoay thôi nhá. Chỉ cần xoay thế này là được nhá. Đấy. Ai quên. Không hất vào cá luôn này. Úp nó lại. Phải nhấp gồ lên chứ anh. Rồi. Mình vẫn phải để hở một tí để cho cái không khí nó thoát ra được. Ok chưa mọi người? Quá là quá ok nha. Quá nha. Bây giờ vứt đây, anh em mình đi săn chuột tí. Đây. Đây. Đấy, bây giờ sẽ cho mọi người xem hiệu quả của chiếc lò của anh em mình nhá. Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 98 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Ui da. Ổn áp chưa? Ổn áp chưa? Ổn đấy. Trời, tuyệt vời quá. Chín rồi anh nhỉ? Chín rồi đấy. Xoay vắt nữa nha. Ui, nhưng mà cho nó chín khô tí đi. À, xoay. Đấy, mày lại cho con to vào trong giữa đi, con nhỏ cho ra ngoài. Ok. Đấy. Mày lúc nãy mày đổi chỗ làm gì? Sao em thấy nó nhanh chín quá. Đấy, đây, đưa xem con nhỏ này. Đây mọi người. Đó. Nhưng mà phải khô một tí nữa mới ngon nhá. Con to này chín rồi. Chín hết rồi, con nào chả chín rồi. Nhưng mà phải cho nó khô một tí nữa. Để ta đi về tao con lấy. Chưa chín nhá. Tao về tao lấy lon nước này. Đặt đi. Đấy, thấy chưa? Mọi người thấy than thiếc trong lò giữ được lâu không? Còn nướng thêm cũng thoải mái luôn. Nhưng mà cần gì mày phải nhấc lên cầm cái cây mà xoay. Chủ. Đến cắm ấy. Rồi, được rồi, kệ nó. Mình úp ở trên là nó đấy cả mà. Nó đấy cả hai mặt đều ok mà. Đây. Úp vào. Đó. Rồi, mọi người chờ trong giây lát nhá. Mình về đi kiểm tra nước đã. Úi xà. Thôi, chưa chưa rồi anh em mình cũng đói quá rồi, không thể đợi cho nó khô được. Khô nữa là mất ngon, chỉ gọi là khô mất ngọt đấy nhỉ. Làm mày ra cọ cái này đi. Ok. À mà cái này nó chỉ cọ vào đất đấy, cọ vào đất đi. Đấy. Đấy nha mọi người nha. Khi mà anh em mình nướng cái con cá này nó phải khô đấy. Cái thịt nó phải như thế này này. Đấy, nó không khô quá nhá. Mình định để khô quá thì nó mất ngon. Thế là đẹp. Đấy, bẻ đoạn này ra để tuốt nó ra vì không nó sẽ dính cái đất nhá mọi người nhá. Đỉnh luôn. Rồi. Đó ạ. Ngon đi. Hai con. Hai em. Trời, đẹp tuyệt vời. Mình cảm giác mình thấy mình nướng ngon quá mọi người ạ. Mà nó ngon không gia vị thể ngon lắm mày ạ. Còn kiểu gì là ngon hơn được nữa rồi. Đất đi là được. Không được gì. Ngon nha. Ui cái thịt trên cổ này ngon thế. Nhìn này. Nhìn nó dây mà già nó mũm đấy. Con này là dao. Thấy dao. Mày, mày cứ tách thịt đấy. Tách được rồi. Tách được. Đấy mày dấn. Đấy kéo con cá ra. Kéo. Thế. Đấy. Đấy. Bỏ cái đoạn đấy ra đấy. Bỏ lắm. Đấy thế. Thế. Thôi chấp nhận là sẽ hỏng mất một con này thôi. Không phải hỏng mà nát không. Nào nữa. Tôi đuối đấy nhỉ. Bóng. Nào. Tay tao bẩn rồi. Không cần tao làm cho luôn rồi. À. Giờ anh em mình sẽ sang chỗ. Kia. Được. Đi. Chỗ đẹp đẹp thì ăn nhé. Mọi người thấy mát không? Nước
Đây, nước suối của anh em mình sạch thế này mà có người bảo là nguồn nước không được trong sạch. Đây. Lại bảo bẩn này. Nhìn này. Trong còn thấy đáy luôn nhá, nhìn thấy đáy luôn nhá. Anh ơi, mình đi cả châu toàn đáy luôn. Thế mà lại bảo là nước bẩn. Đấy nha mọi người. Mọi người thấy ưng ý không? Quá ưng ý nhá, cho mọi người xem lại một lần nữa nhá. Đó, thấy chưa? Ui. Tuyệt vời chưa? Với tất cả mọi người nha. Nướng kiểu này á, được cái này, nó vừa nhanh này. À, nó giữ nước tốt cho con cá này. Và kiểu nó chín đều nữa. Ui, em có lật có một lần nữa. Em phải làm miếng á, không dài dòng. Ngon đấy. Ui, ngon chưa? Với tất cả mọi người nha. Ăn cá, cá chê đồng của anh em mình nha. Thì nó vàng ươm nhỉ. Dài dài lắm. Trời, ăn thế ăn thua gì. Ngon lắm. Ăn như thế này này, mời mọi người miếng cá chê cùng anh em mình nhá. Ngon rồi. Muốn cạp thêm mấy miếng nữa nhưng mà phải nuốt đấy, không cạp thêm rồi. Nó tuyệt vời, nó từng chi tiết luôn. Nó đỉnh. Đỉnh. Thế nó thơm mà dai không ạ? Ướp này, ướp này ngon lắm. Nó ớt không á. Tuyệt vời quá. Đấy, quên. Hay. Với tất cả mọi người nha. Em mình phải ngộp một miếng to. Lấy một phần để làm luật. Mời Hà Bá. Anh em mình bắt cá với thả cá ở đây cũng nhiều. Thả cá là những cái hôm ông Công ông Táo là thả. Còn bắt cá ở đây thì không thể nhớ hết được. Hầu như tuần nào vậy. Khu này là khu tuyệt vời nhất của anh em mình đấy. Hôm nào phải làm quả thử thách 24 giờ sống ở đây. Nhưng mà đêm ở đây nó có một cái hơi khó ở. Mà ở đây có người chết rồi. À đâu? Cách đây 20 mét. 20 mét ở trên khu này. 30 mét. Là có người đã từng ngã ở đây nhưng mà trẻ con ở làng mình với lại làng bên hay ra đây tắm lắm. Nó toàn tắm chỗ đấy đấy. Toàn tắm chỗ đấy nhưng không sao. Ở chỗ đấy là có một bà cụ đấy ngã chân xuống. À, rồi trượt chân ngã xuống. Khá là lâu rồi. Thế anh em mình tối mới không dám làm những cái gì. Nếu mà cho mình một cái động lực khoảng tầm triệu view cái video này mai nha mình. Thôi, anh chịu đi mà lại. Hốt à? Hả? Em triệu view. Tối em bận ở nhà em cho gà ăn. 2 triệu view. Mình tối này lôi ra đây ở luôn. Không. Anh đó. Thế này sợ mà. Anh là sợ mà sợ à. Sợ gì? Ai ở chỗ ma nhỉ? Mà mình nói thật một điều nhá, chả ai biết con ma là cái gì mà sao ai cũng sợ ma. Hả? Mày biết, mày thấy con ma bao giờ chưa? Em nghe kể con ma đâu. Thế mày thấy chưa? Ai kể? Nguyễn Ngọc Ngạn. Nguyễn Ngọc Ngạn. Thế thì thật ra người ta, mình thì nói chung là mình cũng thấy nhiều lúc đi qua bãi thăm ma buổi tối với kia cũng thấy lạnh gáy đấy, nhưng mà mình chưa thấy con ma bao giờ cả. Thấy đấy. Thế thì bây giờ tại sao lại sợ một cái thứ mà mình chưa thấy bao giờ, vô hình, chưa đấy một bao giờ, mà tại sao nó lại sợ nhỉ? Lại mồm! Đến lúc mà thấy ma ỉa ra quần ngất luôn! Luôn. Cả đấy à? Ma, nói thật, nhiều lúc thì mình cũng thấy sợ sợ thật, nhưng mà nhiều lúc nhá, giả dụ như cái chỗ làng mình có một chỗ có người chết ở đấy à, thỉnh thoảng mình đi uống rượu về mình phải đứng lại đấy một lúc để mình xem có con ma nào không, nhưng mà không thấy. Nhưng mà hôm nào mà không uống rượu là phóng nhanh quá lắm. Phải đợi cái xe nào đi cùng để đi qua cái khu đấy. Không đùa được với tâm linh mọi người ạ. À, nhiều cái là có thật đấy, nhưng mà mình cũng chưa thấy bao giờ. Chưa thấy ma nhưng mà thấy gọi hồn gì nhỉ. Mấy gặp thấy ma nhập ấy nhỉ? Ma nhập. Mà đang
đang cá chuyện cá muối. Chả liên quan gì đến cái đấy cả. Nào, trở lại cái chủ đề chính đi. Đây nha mọi người nhá. Khi mà một con cá nướng lên nó ngon ấy thì mình sẽ cho mọi người xem suốt đấy, còn món nào không ngon á gọi là anh em mình sẽ bảo là không ngon. Đó, thật. Từ ngày trước đến giờ anh em mình làm cái món nào thất bại hay là thành công, thất bại cái ui không ngon thì nó không ngon. Không dối lòng mình làm gì cả. Đấy, đi bắt cá đêm ở ngoài đồng này rất là phê nhá. Ở đồng này còn một chỗ nữa gọi là anh em mình chưa thể khai phá được cái chỗ đấy. Ở đâu? Trên cốc đa. Cốc đa mà ngày trước mình hay quay đấy. Trên đấy phải đào cạn cơ. Bên dưới cái gốc nhuối đấy nó có một cái hầm như kiểu như cái kia nhá. Cái đá bên kia đấy có một cái hầm nó sâu vào trong ấy. Khi mà ngày trước người ta cá lũ cá nhiều ấy, nó tập hợp ở đấy rất nhiều. Xuống đất ở đây. Không, xong nhá, bắt đầu cái hội đánh kích ấy, còn lôi cả kích điện tử chọc cả vào trong cái hầm đấy. Đấy, mà không bắt được. Đợi khi nào mà nước nó rút với kia anh em mình sẽ tìm ở đây cách. Là cảnh như trước tìm làm cách. làm cái đập này, làm cái ngăn nước này. Thế nên người ta đắp người ta hút gần hết rồi không hút hết được. Xong người ta kích nhiều lắm. Làng dưới này cũng mang kích này, làng mình cũng mang kích này. Mấy làng mang kích đến đây kích ấy. Mất hết cả. Nhiều cá, ngày trước nhiều cá. Chắc tầm độ 2 năm nữa mới nhiều hẳn cơ. Tại vì trong kia là khu du lịch Áo Vua mới cả núi anh nhỉ. Nó xả nước từ đây ra, nó cá nó to, toàn to cá to, từ đây nó đẹp. Ngày trước lũ về á, lũ về, mưa lũ nó về á, cá có những con 8-9 cân lên ruộng nhá. Nhưng mà cả nhà không khóa, khóa nhất là lũ về á, chỉ những có những cái mỏm ấy, nó nhô được lên ấy. Chuột nó bơi hết lên đấy, sang dẫn lấy cây này, nó bơi, nó trèo lên cây á. Với lại kia để nó tránh nước, tránh lũ á. Cứ lấy cái cây bằng ngón chân cái hoặc là này. Pộp phát nhặt, pộp phát, được hàng tải luôn, thích lắm. Nhưng mấy năm nay chưa có trận nào như thế. Với lại chuột anh em mình bắt hơi nhiều. À, còn 3 hàng nữa nhỉ? 2 hàng nữa đấy, có chuột đấy nhỉ? Thế nhiều chuột. Dạ này người ta bắt đi bắt nhiều vãn rồi mọi người ạ. Anh em mình ăn chuột. Cá chê. À hôm nào sẽ dẫn mọi người đi ở dưới này có một chỗ câu chạch chấu mọi người ạ. Bây giờ thì nó không có những con mưa to đâu. Mưa xong ấy, mưa xong nó ăn nhiều. Ngày trước có những con to bằng này này, nhưng mà bây giờ kiểu đánh kích nhiều với lại săn nhiều ấy là không còn nữa. Chạch chấu thì to lắm bằng này. Thật ra là cái mưa anh em mình chặn ấy, không ai biết đấy là ở chỗ đấy có cá. Mình thề luôn nhé. Không một người nào biết đấy có cá. Tại vì sao? Người ta cứ tưởng mương xây là thẳng mấy kia, tưởng là không có cá. Nhưng mà cái mương xây ấy, lần đầu tiên anh em mình phát hiện đấy là người ta đắp nước để người ta xây lại cái mương ở tít ở dưới ấy. Nhưng xong rồi nó cạn ấy. Xong rồi anh em mình hôm đi sau soi. Nha. Hôm sau anh em mình đi soi nha. Em mới biết nó lên, nó cạn hẳn nó lên. Hôm đấy được hơn chục con rồi. Còn ngày nó nắng nữa, nó khô hẳn trong đêm ra. Hôm đấy là được hơn chục con rồi. Không ai biết cả, sau đến lúc anh em mình chặn là tiếp tục lại chặn lại bắt được cá tiếp. Cứ lâu lâu lại chặn tại vì cứ mưa trong vài đợt. Cứ nước ở đây là nó chảy xuống đấy mà. Chảy xuống đấy với tràn qua cái đập tràn nữa. Là những con cá chê nó sẽ ở lại những cái hầm của mương ấy. Cái hầm tại sao có những cái hầm đấy thì phải hỏi các bác xây dựng. Vật liệu với liếc là ăn bớt hết nên là nó có lúc còn đổ cả mương cơ. Xây lại. Nghiêng hết. Nghiêng. Đó. Vì sao ở đấy có cá chê đó mình phải gọi là đính chính như thế. Mà lại còn toàn cá chê khủng cơ. Thế em giỏi. Còn những con á. Quá nhiều cái loại băng này á. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Trong hang hôm qua là hôm trước là anh em mình đợi không đợi hẳn cho nó ra đêm ra ở trong á. Đầy những cái loại băng này. Quá nhiều luôn. Nhưng loại băng này nó khát nước này. Nó hao nước này. Thôi là anh em mình phải đắp từ trưa ấy. Cho nó khô mà nó có nắng càng tốt. Mình thích ăn nhất là cái đuôi này ngon lắm này. Nó khô mà nó vàng này. Ăn rất là như kiểu ăn vây cá mập ấy. Ngoài từ mình chưa ăn vây cá mập bao giờ. À, không.